Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video về chủ đề giá tất cả các loại thịt bò của Mỹ. Thịt bò đầu tiên là 10,95 này. Trên 1,37 pound, tức là giá của nó là 406.513 đồng trên 1 kg. Nói tiếp theo là 7,75 trên 0,794 pound, tức là giá là 406.343 Việt Nam đồng trên 1 kg. Loại nữa là 6,56 trên 0,73 pound, tức là 457.048 Việt Nam đồng 1 kg. Loại nữa là 5,06 này trên 0,61 pound, tức loại này có giá là 421.892 đồng trên 1 kg. Loại này có giá là 8,99 trên 0,90 pound, tức là 508.000. Loại tiếp theo là 7,89 trên 0,79 pound, tức là 507.000. Loại nữa là 12,39 trên 1,24 pound, tức là trên 508.000. Loại nữa là 8,23 trên 1,07 pound, trên 391.000. Loại nữa là 11,69 trên 1,17 pound, tức là giá hơn 507.000 trên 1 kg. Và đây là 5,91 trên 0,74 pound, tức là giá hơn 106.000 trên 1 kg. Loại này là giá là 1,50 trên 2,40 pound, tức là giá hơn 243.000 trên 1 kg. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé, để mình có thêm động lực làm các video kế tiếp. Chào các bạn.